Hãy anh uống đi, cầm lấy nhanh lên. Nào nào nào. 3 2 1. Nhận anh đâu? Nhận anh đâu? Từ từ từ. Uống đi đã. Cho anh nửa anh. Anh uống hết đi. Thôi. Bye 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 bye. Kệ tôi. Kìa, tôi rót thêm đi này. Khổ thế, cũng biết rồi đấy. Đẹp hát mày đấy đã. Nói nhanh lên đi ăn cơm. Biết là anh em khổ rồi, nhưng mà cố lên một tí, sắp lấy được rồi. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì. Tỏ tình ta mê hát nhau. Quên, đấy, anh hát đi. Thôi em cứ hát đi bài này, con bài này anh không thuộc. Không thuộc thì hát. Cho anh xin nguyên nhẫn đi. Anh để cho em, anh với anh danh hát một bài đã rồi em trả. Đây, để anh. Được á. Đấy, lên đi. Lúc về này được không em về. Anh lên hết độ của Nam rồi. Khi yêu như nắng say mộng tuyệt vời. Nắng đắp tương lai cho nhau bàn tay. Này, cho anh xin nhẫn đi. Không quá để nghe nó hát nó cái bài này đã. Nhìn xe kết hoa màu trắng nhớ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Ba, hát đi bé này. Dạ anh, em gửi anh hóa đơn ạ. Đúng rồi. Cái gì mà tiền bấm bài 1.8 triệu hả em? Dạ vâng ạ. Đắt hơn cả tiền phòng à? Dạ. Em xin người à? Thế nào? Nó chưa trả nhận đúng không? Nó bảo nó quên ở nhà, hẹn hôm khác. Biết ngay mà! Em nói luôn từ đầu rồi! Điền thế! Cái con bé tên là Đào anh ơi! Đào nó không phải danh từ, nó là động từ đấy! Nó đang đào mỏ anh đấy! Xong anh tin không? Nó còn chưa xong đâu nhé! Nó còn đào anh nữa! Nó còn xoay anh nữa! Giờ biết làm nào đâu! Dạ các anh ơi! Ai thanh toán cho em đấy ạ? Thôi để anh 4 triệu hơn đấy. À, anh ký vào đây giúp em. Biết nó lừa ngay từ đầu rồi, ba ông vẫn lao đầu vào. Vợ em nó cầm hết tiền rồi, còn có ngần này bác đỡ em nữa. Đây. Cảm ơn bác ạ. Anh gửi anh hóa đơn. Chủ 9 à? 29 39 44. Em đưa lại anh Trăm. Em gửi anh hóa đơn ạ.